mưa lũ quá, thế nên là anh em mình chả đi đâu được cả. À, tiện thể thì đây sẽ là góc bếp của anh em mình trong những ngày mưa lũ nha mọi người. À, hôm nay anh em mình vừa phát hiện ra một món cực kỳ đặc cấp. Anh em mình hôm nay làm dưa đi. Làm dưa bóp ấy. Tiết canh. Canh á? Ừ. Anh định rửa hơi gì? Có tiết nhưng mà làm canh. Đấy. À, đây để tao giới thiệu cho. À, nguyên liệu sẽ có những thứ sau đây nha mọi người nhá. À, hôm nay anh em mình sẽ đánh một bát tiết canh siêu to khổng lồ bằng đây nguyên liệu chính. Đấy, mọi người thấy nước nó ra chưa? Đỏ như máu luôn. À, bằng nguyên liệu chính đó là củ dền nhá. Đây, cái mà anh em mình đã gọt ra rồi. Đây, củ chuẩn của nó đây này. Đấy, đây là củ chưa gọt này. Gọt ra đây nhá. Đấy, rất là đỏ. À, và thứ hai nữa là không thể thiếu được là bổi. Bổi này. Rau thơm này, cho luôn rau thơm vào này. Ấy trời, ui anh ơi. Mùi đã thấy sướng rồi. Anh. Hả? Nhưng mà cái này nó có chảy ra tiết đâu mà anh em mình làm được. Tí nữa. Tao vừa học lỏm được công thức gọi là siêu khổ. Học lỏm hay là anh lại sáng chế ra cái món kinh điển đấy. Dạo này mưa nhiều nên đầu óc nó hơi ẩm ương. Có nhiều món có khi là không thành công đâu. Nhưng mà món này mình khẳng định là sẽ thành công. Thái nhỏ ra để anh xay. À, bây giờ không ai đi ăn tiết canh nữa. Xưa rồi mọi người ạ. Tiết canh bây giờ nó... gì nhỉ? Độc hại, không phải độc hại, nó gọi là gì nhỉ? Bây giờ anh em mình ăn chín uống sôi. Thế nên là không ăn đồ sống nữa. Tiết canh mặc dù rất là ngon, rất là thèm. Thế nên là hôm nay anh em mình mới làm cái món tiết canh như thế này để mục đích chính là thử xem là nó có ngon như trên mạng bảo là ngon như tiết canh thật không. Đấy. Thấy nó ngon. Ờ đấy, thế nào. Chuẩn bị bắt đầu nhá. Ui. Lọc luôn. Anh là đỏ lêu tôi lại. Ấy này này. Mày mở coi. Giờ hơi. Mấy ngày nay mưa gió thế nên anh em mình mới phải ở nhà suốt thế này, không có video cho mọi người xem được. Nào, tôi thôi không ạ? Thế này. Đấy, cho một chút nước vào. Đây sẽ là góc làm việc của anh em mình trong những ngày mưa gió. Nhưng mà hơi bị bó chân. Bó chân gì? Ngồi mãi trong nhà, ngoài mưa rầm rầm. Trong nhà thì lại đói. Trong nhà thì sao? Sẽ được đi chơi. À, đang mưa lũ quá, mấy hôm nay mưa lũ quá. Chẳng lắm mọi người. Mình bị bỏ lắm các bạn ạ. Sao không gọi anh taxi đến luôn? Thì đấy, chở đi. Đâu? Đi chơi. Ừ. Kiểm tra lại. Liệu cái máy đấy của anh có say được không ấy? Hay là bị giá ấy? Dạ nên là vơ vẩn. Kéo lại mỏi. Công đoạn này nó hơi mất thời gian một chút. Đấy. Cho hơi nhiều. Đấy. Cho mọi người xem cái nước của nó nhá. Này. Cái này nó ra nhiều tiết lắm này. Tiết đỏ lo. Đẹp lắm. Chưa mở nắp. Không quen dùng đồ Tây. Anh em mình hay dã.
Rồi, mọi người nhìn nhá. Ý, giống tiết chưa? Giống tiết chưa? Rất là đỏ nhá. Nhưng mà anh ơi, tiết nó đông được, cái này có đông được không? Đông được. À đấy, tí nữa cho mọi người xem cách tiết anh em mình làm đông cái món này để xem. Không dùng hết củ dền mọi người ạ, à, tại vì với chừng nền nước củ dền thì nó đã tương ứng với lại chỗ này rồi. Mà ăn gì nó cũng đạp sơn luôn anh ạ. Vẫn đang đạp này, nó chuyển thành đỏ quá thành màu tím ấy. Tại mưa quá nên anh em mình chỉ đi mua được chút bổi này thôi. Trong này có nhọng, nhiếc, rồi phổi, rồi tim gan, lòng mề đầy đủ hết, rất là ngon. Rồi. À, thử nếm xem. Cho em xem. Xem cái vị này nó như thế nào đây. Đây, cái nước của nó đây cho mọi người xem kỹ này. Thì nó bớt vào bọt. Đây, cái nước của nó đỏ màu à, cũng khá là giống tiết canh đấy. Không biết lên là như thế nào. Em xin uống. Uống nó rất là lợn. Đấy. Lấy cái nước này ra. Lấy cái nồi cái đấy. Trước đây làm gì giống tiết canh. Tí nữa nấu lên đã qua nấu đâu. Nhưng mà thực chất là mình muốn là thử xem là trên mạng nó thật là nhiều nhá. Em sợ anh bị lừa lắm. Đâu anh tiết canh được đâu. Wow, sợ mùi khủng. Đấy, đấy. Bây giờ là phải nấu lên, còn tiết canh thường thì không nấu nhá mọi người nhá. Ui, nhiều quá, nó thành màu tím than đấy nhỉ. Đen đen luôn cơ. Thì nước vẫn phải pha thêm nước mà. Có pha đường đúng không anh? Không. Siêu đặc. À, tiếp tục bây giờ sẽ nấu với lại để cho nó đông thì mình sẽ dùng cái này gọi là cái bột thạch, cái thạch ấy, dùng để nấu thạch ấy. Đây là 2 lít nước ạ. À. Được, cho một gói này. Em cho 2 gói đi, nó đông cứng luôn. Nó đều rồi ta, xong rồi. Em tưởng nước sôi mà cho vào. Cái gì mà? Cái gì mặn à? Mặn nhỉ? Được. Mặn mặn nhỉ? Như muối nhỉ anh nhỉ? Có bột hay hay ấy. Khoảng đều để cho nó tan cái thạch kia ra. Xong bắt đầu cho ra đấy thôi. À, khoáng đi để ta cho nêm gia vị. Không biết anh có thành công giống anh bảo trên mạng không nhỉ? Trong lúc đợi nồi tiết canh nó sôi, anh em mình sẽ bắt đầu chia bổi ra. Ngon nhỉ? Hôm nay sẽ làm hẳn siêu to khổng lồ 3 mâm luôn. Mình định làm một phát ra to hẳn ra như cái bàn này, nhưng mà thứ nhất là trời mưa gió không đi lấy được cái đồ đánh này, và thứ hai nữa là không có cái gì to như thế. Anh ơi, cái này mà anh em mình cho vào cháo còn ngon hơn cháo vào quả đấy nhỉ. Ngon tới rồi. À, thì nữa đi mời mọi người xem là mọi người có phát hiện ra là tiết canh này. Rồi. À, mình phải nếm thử trước đã. Sau khi đun nó sẽ như thế này nhá, nó sẽ có một cái lớp bọt bọt bệt bệt gì ở trên đấy. Vớt bỏ anh. Không phải vớt, mày cầm cái này. Đấy. Đấy. Nó múc cái này. Anh đừng tưới vào tay em nhé. Đấy. Ui, như thật luôn. Đỏ luôn luôn nhá.
Anh phải cho mắc kẽ đổ vào. Không thì để cho lạc bùi lạc ở kia thôi. Nhìn ngon chưa, ngon chưa? Ngon đấy. Đỏ ao ao luôn nhỉ. Mập dẫn phết đấy chứ. Không biết ăn như thế nào rồi. Thì ra cái điều à. Ăn kiểu gì chả giống giống kia. Giống kia là giống gì? Giống thường. Cái này về đỉnh nguội là nó sẽ tự đông nhá mọi người nhá. Ui, thế mà được 3 mâm đầy à? Mày kéo cái mâm này ra khỏi cái mâm kia đi, nó cay. 3 mâm đầy đây này. Hợp lý đấy. Mâm này nó hơi bị cay. Rồi, tí xử lý sau. Nó chưa đông được luôn, thế nên là không sợ mọi người ạ. Thừa tiết này. Thừa tiết. Thừa tiết thì chưa làm canh. Ê, không, anh ơi. Tí nữa cho đường vào trong đống đá. Để vừa cho muối cho đường. Được thôi. Để chưa làm canh luôn. Chưa có nước canh ăn đâu. Mọi người thấy thế nào? Đây là ba mâm tiết canh của anh em mình đã hoàn thành rồi nhá. Anh em nhìn này. Lê. Chắc là đông rồi đấy. Đông rồi. Vậy thử sấn xem, ăn thử xem so với tiết canh thật thế nào. Để em thử miếng nhé. Nào sấn. Xịt. Quả là mình to cho nó sướng. Siêu đông luôn nhá. Này. Quay lại gặp mọi người nhá. Tiết canh của mình, anh em mình đông như thạch luôn này. Thế nào, vị? Mát lắm. Mát này. So với tiết canh thật. So với tiết canh thật nhá. Hơi thiếu một tí vị ngọt của cái gì tiết canh ấy. Thế một tí cái gì ấy. Nhưng mà ăn nó cũng gần giống nhau ấy. Ăn lên là chanh chanh mát mát hơn. Lấy chanh. Ừ đúng rồi. Chanh với lạc. Ôi thôi không cần lạc, chanh thôi. Em lấy chanh thôi. Bắt cho tao cái chanh vào chỗ này. Bắt cho tao cái chanh chỗ này. Chỗ này à? Bây giờ mình sẽ thử cảm nhận xem sao nhá. Rồi thôi thế thôi. Em thử ăn miếng thích. Chơi hẳn bằng đũa luôn. Đồng đấy. Đông. Ăn chanh chắc ngon hơn đấy anh ơi. Từ, vẫn phải dùng thìa. Chanh ngon hơn. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon không? Ăn chanh ngon hơn không? Để làm thử phát. Hơi nhạt. Nhạt mà ăn nó mát mát chanh chanh ấy. Nhìn. Đưa thử lại một miếng nữa trong mình sẽ cảm nhận cho mọi người biết về món tiết canh này nó so với tiết canh thật nó như nào nhá. Nó chanh ăn ngon hơn mọi người ạ. Nó chỉ nhạt nhạt thôi nhưng mà nó thơm vị chua ngon. Có rất nhiều chanh rồi. Chưa biết vị. Đưa ta làm một miếng to nào. Ngon quá đấy. Nhưng mà nhạt. Chanh chanh mát mát mà với cả vị củ bưởi ấy. Giờ bình được rồi. Để mà nói tiết canh củ dền này chấm điểm đạt điểm 6. Đạt điểm 6. So về ngoại hình về kia nhá. Tức là mình đổ ít kia quá. Thật sự là về ngoại hình đây. Y chang 100%. 95%. Y chang tiết canh thật. Còn về vị ấy, thì nó lại không có vị ngọt như tiết canh.
mà nó nhạt nhạt ấy. Nó phải có vị gì đấy nó để mà nói là nó vẫn thiếu. Đúng là hàng giả không bao giờ bằng hàng thật. Đây là hàng super fake chứ mà nhá. Như ăn ngon quá đấy. Đây hàng hàng này hàng super fake chuẩn luôn. Ăn khá là được. Nhưng mà để mà bây giờ nhá, anh em mình sẽ ăn mâm này còn chỗ này nhá. Anh em mình sẽ đi cho mọi người thưởng thức xem là có ai phát hiện ra đây là tiết canh giả hay không nhá. Mọi người đoán thế nào? Các bạn thấy là nếu mà mọi người ăn thì sẽ bao nhiêu người đoán đúng, bao nhiêu người đoán sai? Mình sẽ dự đoán là khoảng tầm 7 người đoán sai, 3 người cảm thấy không biết nó là củ giáo gì. Đấy. Em phải đoán là 8 người đoán sai. Khả năng là sẽ sai nhiều tại vì ở đây em đoán nhé, chính người đoán sai không đoán đúng, người ta chỉ biết là mình cho gia vị kiểu gì thôi, còn không biết đây là của gia vị đâu. Nãy mình cho hơi nhạt một chút, giả dụ mà cho đậm đậm lên tí nữa sẽ có khả năng rất ngon đấy nhỉ. Nhưng mà không thể bằng được tiết canh thật. Tiết canh thật nó có vị ngọt của tiết, nó có mình không biết tả như thế nào. Anh ơi, thôi bây giờ đi, bây giờ đi bắt canh rồi nha. Cái nước trong này nó tan ra cơ. Cái này còn chưa đông lắm này. Không phải đâu, bắt canh là nước nó tan ra đấy. Tan ra. Ừ. Thôi thảo nào, thế từ đây nhá. Đây, mình sẽ thử gắp lại một miếng ở chỗ này nhá. À, mọi người nhìn kỹ này. Không bắt chanh. Rồi, đẩn ở bên trên. Nó vẫn có cái nước hoặc là gì đấy. Mình căn bản là chắc là do mình cho ít cái thạch rau câu quá. Nó bị loãng. Nhiều nước quá nó bị loãng. Và thứ hai nữa là cái nước trong gì không cần. Đúng. Bây giờ phải đi trải nghiệm thực tế luôn. Đúng lại là vẫn ăn được ấy. Đấy, ăn khá là ngon, mát, thanh và cũng có vị của tiết canh ấy, nhưng mà không thể bằng được. Bây giờ phải đi thực tế mới được. Bây giờ nhá, cái này để đợi tí nữa anh em mình ăn. Đem hẳn hai cái nguyên này đi thử nghiệm cho mọi người ăn thử xem là sẽ như thế nào. Let's go. Mang mấy cái thìa đi. Ok. Ta mới bê mâm đi. Ui anh ơi, anh em vào đây đây. Thử tiết canh với chị đây. Ăn tiết canh không? Thử miếng. Anh ăn tiết canh không? Toàn làm miếng tiết canh. Toàn tiết canh. Anh ăn tiết canh không? Rồi, thìa đây. Tiết canh gì đấy? Thử ăn xem, cứ thử ăn đi. Bắt nhá, bắt thoải mái. Toàn ăn không? Có ạ. Bắt nhộn. Đố ăn cảm nhận được là tiết canh gì? Đố ăn biết tiết canh gì đấy? Chúng một thìa. Anh Thanh ăn tiết canh không? Sợ. Đang ở đâu đây? Ở nhà. Cổ ba bước chân vẫn đi xe máy. Ăn miếng tiết canh. Thôi, không ăn tiết canh à? Anh ăn tiết canh không? Hơi nhạt đúng không? Hơi nhạt. Thế mà vẫn đông nhỉ? Xinh quá à? Này không biết tiết canh gì à? Đây. Đây tiết canh gì ạ? Thử lại cái nữa. Mày chín à? Thơm cứt dê đúng không? Dê á? Không phải dê. Tiết canh gì đấy? Không biết. Thử lại miếng nữa xem chuẩn tiết canh gì. Chưa chua bắt thêm nút nửa quả nữa mà mang một quả chanh ít quá. Ông Trung ơi. Ông Trung. Tí nữa sao ông Trung sao? Cắt lấy chục quả chanh nữa. Ăn phổi à? Không, nhọng đấy. Phổi cứt. Anh biết tiết canh gì ạ? Heo à? Đấy là nó là tiết. Nó là tiết. Thì cái người đấy. Thì cái cá đấy. Đâu, cho nó cắt cổ tay hay cổ chân. Cắt cổ chân. Đâu, cổ chân đâu. Không ai biết thích cái gì. Nhưng mà ăn được. Được. Thôi nhạt tí thôi. Thôi nhạt. Cũng tạm được đúng không? Nặng tí nước ngọt. Nhưng mà nó là cái gì? Đố là biết thích cái gì.
ngàn vịt, lợn, gà, dê. Đồ ăn tiếp. Cho bán tiếp. Vẫn sai à? Vẫn sai. Thỏ sai. Cừu à? Sai. Ngựa ừ. Sai. Tiết canh không chín? Tôi ăn tiết canh không? Thì ăn tiết canh không? Đố không biết tiết canh gì đấy. Thế nó là cái gì? Ngon lắm. Đố ai biết được rồi, bây giờ tí nữa sẽ bảo ngon với đấy, làm gì làm nữa. Đó, sang bên này cho ông Trung bên này ăn thử xem biết tiết canh gì. Anh xem clip xem tiết canh gì đấy. À, bà cứ ăn đi, không chết người được. Ăn được. Ngon không? Không. Hả? Không phải đâu. Không phải đâu, mà cháu bán. Lợn không phải. Ăn chó và thịt luôn mà không được. Anh có thử miếng tiết canh không? Tiết canh không? Canh gì biết được? Chưa ai phát hiện ra là tiết canh gì. Nếu mà ai phát hiện ra sẽ có một phần thưởng lớn. Vẫn tránh mà không? Long này ơi. Không phải chó đâu. Không phải, chó nó có mùi. Không phải chó. Không phải nhang. Đa điểu. Anh ơi, cái canh nào? Hả? Anh phải có canh gì ấy? Canh đa điểu à? Dạ, không có canh đa điểu à? Không có mùi canh gì. Canh gì ấy? Không có mùi canh. Chuẩn luôn. Khó nhận, canh. Khó nhận. Nhịn lắm. Nghe giáo sư đang trầm ngâm. Chưa biết là tiếng canh gì. Đang nghe ngóng. Chưa rõ âm rồi. Anh làm ăn được không? Làm thử miếng tiết canh gì? Xài quá, tiết canh lại xài chết đấy. Đố anh chứ tiết canh gì đấy? Không phải đâu. Thịt bà. Sợ thế nhỉ? Sợ thế. Ăn ít là sao phát hiện được? Không biết. Tiết canh cá à? Không phải. Đang định bảo là tiết canh cá đấy, định lừa là tiết canh cá nhưng không phải. Tiết canh người đấy. Anh vẫn chưa nghĩ ra. Tiết canh người. Có cần thử lại cái nữa cho chuẩn không? Thôi. Nhưng mà cái này thì nghĩ là ấy thôi. Là gì vậy? Em nói rồi. Nó mát như lươn. Có. Gà, lươn, thịt ngan. Không phải thịt canh lươn. Sai hết rồi. Không phải động vật. À, củ giấy. Củ giấy. Củ gì đỏ nhỉ? Củ quay đỏ ấy. À, củ mọc đen đúng rồi. Còn đúng rồi. Đâu đi, bê không thấy ăn à? Ý à? Củ rền. Rền đấy. Hơi nhạt một tí nữa, nặng tí nữa, khả năng không ai phát hiện. Rồi, đổi nhang là tiết canh. Đúng rồi, bác. Đổi bia là tiết canh. Ok luôn. Đây, ai đổi nhang là tiết canh. Tiết canh gì đấy? Đấy. Tiết canh gì đấy? Làm nhiều quá. Làm miếng xem biết là tiết canh gì không? Tiết canh gì đấy? Ăn xong nói ra này. Đừng ngọt. Làm nhiều thế. Ngon á. Cái quỳnh mày chị cháu có ăn bao giờ đâu. Bằng tiết kinh nhưng tiết mà gì đấy? Chanh mà không? Vẫn chanh mà không? À tiết canh gì đây? Bà cứ ăn rồi. Cứ ăn rồi. Sao biết phải không? Rồi bật mí. Chảy qua ba chả ăn tiết canh bao giờ rồi. Hơi nhạt đúng không? Ừ, nhạt, hơi nhạt. Nhưng ngon lắm. Nhưng mà biết tiết canh gì không? Không. Đừng có tiết canh chó được không? Không, không phải tiết canh chó. Ai chỉ ăn tiết canh chó? Tiết canh cá. Yên trên nào? Không phải đâu. Ăn tiết canh cá không? Không, không. Tiết canh cá. Không, không tanh. Cá chết. Không phải tiết canh cá. Tiết canh gì? Không biết. Thì canh cá. Nhà nó không phải ngang. Nhà nó phải ngang cơ. Chẳng thế nào. Không biết là từ lại miếng nữa. Ăn miếng nữa. Ăn chẳng phải ăn 2 miếng, ăn miếng nữa. Đây không phải tiết canh. Này này như là cái không phải tiết canh. Không phải tiết canh mà. Chứ không phải tiết canh gì đấy. Không phải tiết. Như là xương sụn là của lợn. Đây là củ rền. Ôi củ rền đấy, củ rền nó củ rền nấu thành ấy, rồi nấu nấu xay khổng xay nước ra xong sao nó ăn nó giống cái canh thế nhỉ? Như là cái mồi đấy, cái gì nó có cái mồi, mồi là mồi cái gì? À mồi cố là cố lợn nhão, lợn, mồi nó kiểu là nó đây, bát gì? Lấy ăn đĩa luôn. Bát mua bát gì cả sao? Ý là múc bát gì một bát? À đây, cháu lấy mâm luôn, chị lấy luôn cả mâm. Bóng anh vào lấy cho ông nội một ít. Đấy, lấy cho bố. Không, đừng luộc. Yên để đi, yên để đi, đi, đi. Không hấp, không chị hấp lên được, không ăn. Cái này không phải tiết canh đâu. Đem ra người ra mỗi người thử chút mấy. Bóng đem ra đây, bà lấy một ít cho ông. Ngon thế, ăn tiết canh không? Ăn tiết canh không? Nó có mùi... Nó có mùi... Của tiết canh nên là nó giống. Nó là củ rền đấy. À, rồi nhưng mà đông đấy không nhỉ? Rồi, bà. Cái canh ơi! Bà, canh này, đưa canh này. Đừng có đặt máy đi. Đặt máy đi. Rồi là củ gì à?
củ dền đấy, cái củ đỏ đỏ mà to to bằng này này. Củ rau dền đấy. Củ rau dền đấy. Nó như củ khoai, nó trùng trùng màu tím. Không phải thế cho cả tiết là canh lợn nữa à? Không cho tiết canh mà, nó toàn củ dền hết. Không có mùi mà cháu không tưởng tượng được ra. Chắc chắn là có thêm. Có canh lợn. Đấy là nhầm lợn thôi. À nhầm lợn đúng. Có tâm lợn lợn lợn. Chà, à, tình hình là không hết mọi người ạ. Của mình ế. Vì không phải ế mà vì hôm nay không gặp đông, đáng nhẽ ra xuống quán dưới kia là mọi người đang nhậu ở dưới đấy thì sẽ bay sạch ngay. Nhưng mà hôm nay anh thấy mọi người đúng không? Mọi người đi đánh cá hết rồi ở ngoài đổi ạ. Tí nữa anh em mình cũng đi. Khả năng là thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Bye bye các bạn nha. Khi mà khi mà mọi mình đi mời mọi người thưởng thức món tiết canh này, không ai phát hiện ra là đây là không phải là tiết canh mà cứ đoán lung tung hết lên. Nói chung là cũng khoảng độ tầm 70% là tiết canh rồi, mình cho hơi nhạt một chút thôi. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Bye. Nếu thấy clip của nha. Anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment và một đăng ký kênh ấn chuông bên cạnh nha. Chào tất cả mọi người. Bye bye.